Vâng, thưa các anh chị, là sau cái chương 1 thì chúng ta đã có cái nền tảng hiểu biết chung nhất về con người và làm người. Thì bây giờ là chúng ta sang đến cái phần tiếp theo là mình sẽ làm gì cho con khi con chuẩn bị bước chân vào hệ thống các trường cao đẳng đại học để học nghề. Thì yếu tố đầu tiên các anh chị phải quan tâm đến là mục tiêu là xây dựng cho con để con bước chân vào doanh nghiệp để tạo ra cái giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp họ mới trả lại giá trị cho chính bản thân mình bằng thu nhập. Vâng, vậy thì yếu tố đầu tiên Tuấn muốn chia sẻ là doanh nghiệp cần gì, và bản thân Tuấn cũng là chủ tịch một cái tập đoàn, thì trong quá trình mà tuyển dụng thì nếu mà hỏi về nhân sự của mình là học tốt nghiệp cái bằng gì, bằng cấp ra sao thì Tuấn không có nắm rõ, nhưng chắc chắn một điều là các cháu nó làm được cái gì, đứa nào có tố chất, đứa nào là có kỷ luật bản thân tốt hay không thì Tuấn nắm được. Vậy thì doanh nghiệp họ cần những yếu tố gì nhất? Thì thưa các anh chị, một là họ cần cái kỷ luật bản thân của con các anh chị. Không có bất cứ một doanh nghiệp nào họ thích tuyển một đứa trẻ mà chuyên môn đi muộn về sớm, trong quá trình làm việc thì lại gì ạ? Không có trách nhiệm từng cái công việc một. Vậy thì bắt buộc đứa trẻ này phải có kỷ luật bản thân. Và thưa các anh chị, hiện nay doanh nghiệp họ sa thải nhân sự có đến 70% là do chính là cái thái độ làm việc, cái kỷ luật bản thân ấy, là các cháu chuyên môn đi muộn xong đổ cho tắc đường. Thứ hai nữa là trong quá trình làm việc thì vừa làm lại vừa bỏ điện tử ra chơi. Thứ ba nữa là thường xuyên nghỉ vặt, tức là cưới con bà gì thì ở mà họ cách đấy độ khoảng 5 đời rồi vẫn về đi đám cưới, rồi là cưới chị thằng bạn cũng đi, rồi tức là nghỉ, thường xuyên nghỉ vặt, cho nên là chủ doanh nghiệp họ không chịu nổi, họ phải cho các bạn ấy nghỉ việc. Và đây là tình trạng kỷ luật bản thân kém, hay là cái chuyện ốm đau nặt vặt vì các bạn ấy không có tập thể dục, không rèn luyện bản thân mình mà hơi mệt mỏi cái là nghỉ, thì cái kỷ luật bản thân này khiến cho chủ doanh nghiệp họ đuổi việc có đến 70% là do kém về cái kỷ luật bản thân. Thứ hai nữa là cái kỹ năng thực tiễn. Thì bây giờ là bạn học cái gì thì học, tôi không cần biết. Nhưng khi bắt đầu bạn vào doanh nghiệp thì bạn phải làm được những việc rất là đơn giản, như là bạn phải làm được công văn, giấy tờ, bạn phải làm được cái việc mà nếu bạn làm nhân sự thì bạn phải biết tuyển dụng, nếu mà bạn làm kinh doanh bạn phải biết đi bán hàng, nếu bạn biết chạy marketing thì ít nhất bạn biết chạy quảng cáo. Thì những cái thứ này thì là các em nó học rất là yếu, nó không chịu học, hoặc là ở trong trường không có dạy. Thì hai cái yếu tố này cộng lại thì khiến cho tỷ lệ đuổi việc nó chiếm tới 99% chứ không phải là 90%. Nhưng mà thường thì khi mà các bạn ấy làm được hai cái việc này rất là tốt thì thường các bạn ấy vào doanh nghiệp là khẳng định được mình ngay. Tuy nhiên thì khẳng định được mình thì lại không có khả năng hội nhập, vì người Việt Nam nó rất là kỳ cục ở cái chỗ mà mình giỏi một tí thì bắt đầu mình lại hay vênh váo với đời. Và vô hình chung là vào trong doanh nghiệp sẽ khiến cho cả một cái hệ thống ở đấy nó đảo lộn về mặt văn hóa và bắt đầu kéo bè, kéo phái. Thì cái kỹ năng hội nhập này rất là yếu. Và cái thứ tư là kiến thức nền tảng. Tất nhiên khi doanh nghiệp họ nhận mình vào thì bắt buộc mình phải có một cái bằng cao đẳng đại học, thì để yên tâm rằng là mình cũng đã học một cách bài bản ở đâu đó. Thì như vậy cần bốn cái yếu tố này thì doanh nghiệp sẽ đương nhiên sẽ tiếp nhận. Còn nếu làm ở môi trường nhà nước thì bằng cấp sẽ quan trọng hơn và những yếu tố hội nhập quan trọng hơn, và hai yếu tố này nó sẽ giảm. Tuy nhiên thì tôi đánh giá, tôi tập trung nhiều cho cái yếu tố mà làm việc ở doanh nghiệp, bởi vì tỷ lệ mà sau này chúng ta sẽ xuất hiện một thanh niên mà tốt nghiệp một trường đại học cao đẳng ra đời và làm việc ở môi trường tư nhân sẽ chiếm tới 90%, còn làm việc môi trường nhà nước chỉ có 10% thôi. Cho nên là chúng ta phải hình dung là tôi tập trung cho môi trường tư nhân nhiều hơn và dành cho doanh nghiệp tư nhân nhiều hơn. Cho nên cái yếu tố kỷ luật bản thân, kỹ năng thực tiễn, khả năng hội nhập và kiến thức nền tảng là cực kỳ quan trọng. Và cái này là phụ huynh phải nên xác định là xây dựng cho con bốn cái yếu tố này. Và thưa các anh chị, chính vì muốn đồng hành cùng phụ huynh để giải quyết tốt cái việc này và để tạo ra những cái kỹ năng như thế này thì không phải một sớm một chiều mà chúng ta hình thành nên được. Cho nên Tuấn tạo ra trường Doanh Nhân Siêu Việt Nam, và trường đã hoạt động đến năm nay là năm thứ 5 và tạo ra thành quả rất là tốt. Và trường đó gọi là trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, tức là nơi đây chủ yếu đào tạo ra doanh nhân thôi. Và có 4 cái nghề thực tiễn là nhân sự, kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp về du lịch, rồi là về tài chính, rồi làm chủ doanh nghiệp thương mại. Như vậy có 5 ngành. Thì như vậy là trong cái môi trường này
Thì nếu tạo ra kỷ luật bản thân thì yêu cầu phải có kỷ luật quân đội. Nếu mà có kỹ năng thực tiễn thì yêu cầu giảng viên phải là người thực tiễn. Và muốn có khả năng hội nhập thì phải hoạt động đội nhóm thường xuyên. Và muốn có kiến thức nền tảng thì bắt buộc phải học ở một trường để có bằng cấp quốc gia. Vậy thì trong môi trường của trường huấn luyện CEO Việt Nam thì tất cả học sinh được ăn ở, tập trung sinh hoạt, tập trung hết. Và 100% là nhà trường lo từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, cho đến ăn giờ nào, ngủ giờ nào, đồng phục như thế nào, đọc sách gì, rồi là giờ nào việc đấy thì học theo mô hình quân đội. Thứ hai là để cho các cháu có kỹ năng thực tiễn thì ở đây 100% là giảng viên là doanh nhân sẽ trực tiếp huấn luyện chứ không phải là giảng viên lý thuyết, mà đây là những người đi làm thực tiễn. Và câu chuyện thứ ba là có kỹ năng hội nhập. Thì như vậy là thường xuyên tổ chức những cái hoạt động đội nhóm thường xuyên ở trong trường. Và học cao đẳng chính quy thì sẽ có bằng cấp quốc gia. Như vậy là trường doanh nhân siêu Việt Nam sẽ là 4 trong 1. Như vậy sẽ tạo đủ cái yêu cầu để bước chân vào doanh nghiệp. Vì vậy là 4 yếu tố nền tảng thành công này thì hoặc là các anh chị hoàn toàn không cần cho con học ở trường doanh nhân siêu Việt Nam. Nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ là các anh chị muốn làm gì thì làm. Bắt buộc các anh chị phải tìm một môi trường học để đồng hành cả 4 thứ này thì doanh nghiệp mới tiếp nhận. Nếu không, các anh chị, còn các anh chị ngay kể cả có người quen mà chúng ta đưa con mình vào cho cái doanh nghiệp mà đấy là doanh nghiệp chủ là bạn mình đi chăng nữa, nhưng mà con mình không làm được việc thì họ cũng chịu, không dám nhận. Cho nên ở đây chúng ta thay vì dựa trên các cái mối quan hệ để đưa con mình vào làm việc thì chúng ta tạo ra cái nền tảng vững chắc cho con, thì bài toán lúc bấy giờ con tự đi tìm được việc hoặc tự các doanh nghiệp mời con mình đến làm việc. Cho nên là trường doanh nhân siêu Việt Nam mỗi một năm chỉ đào tạo 500 em chia làm 5 ngành. Nhưng mà gần như là ngay từ tháng 8 thì các cháu ra trường, nhưng mà ngay từ tháng 6 thì các doanh nghiệp đã đến đăng ký để nhận rồi. Tức là họ trải thảm đỏ để nhận, chứ không phải là bài toán là chúng ta phải nộp hồ sơ đi xin việc. Thì đây là toàn bộ cái quá trình mà các cháu phải tạo ra các cái khung năng lực căn bản cho các cháu để bước chân vào doanh nghiệp. Vậy thì ở đây bài toán là tôi muốn chia sẻ với phụ huynh, chúng ta hãy tạo ra 4 giá trị lõi ở bên trong con người của con cái mình, thì đó chính là cái cơ hội giúp cho con mình tự bước trên đôi chân của mình đi, chứ không phải là cần bất cứ một cái ngoại lực nào, một cái quan hệ nào để tạo ra cuộc đời của con mình, mà sẽ cho con mình chủ động bước đi trên đôi chân của con mình. Như vậy sẽ tạo ra một cái nền tảng, một cái đất nước mà chúng ta không phải dựa trên nền tảng của quan hệ nữa, mà dựa trên nền tảng giá trị bên trong con người mình. Thì đây là 4 yếu tố nền tảng tạo nên thành công cho con mình khi học cao đẳng đại học. Và các anh chị hãy đồng hành quan tâm đến con mình để tạo ra 4 cái yếu tố này. Mời các anh chị qua cái bước tiếp theo để đồng hành qua 4 cái bước này và đồng hành làm gì với con, thì mời các anh chị sẽ qua những cái bài tiếp theo. Xin mời các anh chị.